Phước xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay là mình sẽ trở lại với con Accelerator 219 nha. Thì đây là một nick level 70 và Cú vừa mới nạp thuê cho nick này mốc 5 triệu. Thì chúng ta hãy cùng vào nhận quà và lên một số đồ để xem là như thế nào nha các bạn. Thì trước khi vào video thì Cú chúc tất cả các bạn là có những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình ha, và chơi game vui vẻ ha. Thì nếu như mà bạn nào cần tìm nick, cần thanh lý nick, cần nạp mốc thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo ở phần mô tả giùm mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhận quà thôi mọi người. Và hôm nay thì các bạn có ưu đãi rất là nhiều luôn. Và một nước đi sai lầm của Cú và cả Tú, chủ ạc Tú Anh 5X, tức là khi mà nạp tích lũy 50.000 xu ấy các bạn, cứ sợ là thứ tư không nạp thì đến thứ sáu sẽ nạp chay không đủ ấy. Nhưng mà thật sự không ngờ rằng thì bây giờ là chúng ta sẽ nhận quà thôi hết các bạn. Đây, vừa nạp 50.000 xu để Cú kể cho các bạn nghe, rất là đau lòng luôn. Đáng lẽ là thứ bảy tuần trước nạp mốc 5 triệu là để ăn quà tích lũy. Tuy nhiên thì con gà nó chơi chiêu các bạn. Nó gõ gàng là đăng trên fanpage là nuốt luôn cả thứ bảy và chủ nhật là sẽ có mốc quà bình thường, khuyến mãi bình thường kèm với tích lũy. Nhưng mà nó lại bỏ cái phần quà tích lũy và nó chỉnh lại cái ảnh của bài viết đó các bạn. Rất là cay, và khi inbox hỏi thì nó cũng không trả lời gì luôn. Rất là bức xúc, tuần này thì cũng sợ là như vậy. Nhưng mà tuần này thì nó ghi rõ rồi các bạn, đến thứ sáu, cho nên là không ai nghĩ là nó sẽ có mốc quà tích lũy và cái mốc quà ngày lễ nữa. Cho nên là tranh thủ nạp hết full mốc vào thứ tư và like gai vào thứ năm, thứ sáu nữa. Hôm nay thì nói chung là nó ra mốc quà này thì cũng khá là bất ngờ, nhưng mà lỡ rồi mọi người. Thì các bạn cùng chờ đón video ngày mai thì Cú sẽ lên kim cương 6 nick Tú Anh ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con ạc 70 này thôi. Thì bây giờ là Cú sẽ nhận quà. Hôm nay thì các bạn để Cú xem ngày lễ này thì nó sẽ diễn ra liên tục 3 ngày là từ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thì nó cũng y như là mốc quà thứ bảy chủ nhật bình thường thôi. Nhưng mà nó ok một cái là nó có hôm nay là còn mốc quà tích lũy và kèm với đó là khuyến mãi 150% nha các bạn. Thì ở đây là chúng ta đã nạp mốc 5 triệu nè các bạn. Mốc 10 triệu thì sẽ không có quà, nhưng mà các bạn sẽ nhận được là 150 cao su thường và 150 cao su khóa nha các bạn. Bây giờ là Cú sẽ chụp hình lại. Ok, thì bây giờ là chúng ta sẽ nhận quà. Ở đây thì mốc 5 triệu là các bạn sẽ nhận cho mình là 5 cái viên 1 triệu nha. Thì 5 cái viên này các bạn muốn đổi gì đổi. Các bạn có thể đổi những cái mốc quà thấp hơn hoặc là những cái mốc quà 5 triệu như là hai cái mốc cuối nè. Thì ở đây nick level 70 rồi, cho nên là chúng ta sẽ đổi cái mốc quà mà không có nhẫn. Tại vì Venus và hạnh phúc thì chúng ta đã full rồi hết các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ đổi mốc quà trên. Thì ở đây mốc 5 triệu của chúng ta là sẽ có 60 cái túi quà lương thực, hai cái kim cương cộng 3 và 8 bộ đá khảm 10, tức là hai bộ 11 ấy các bạn, và 180 cái mảnh đổi mảnh bét, và 60 cái gương túi quà tăng cấp, và 12 cái viên đá chúc phúc level 4, 50 mảnh Abaca và kèm với đó là 500 cái đá hồn level 1 nha các bạn. Thì ở đây là mình sẽ chụp lại cho mọi người xem, chụp làm sao cho nó rõ rõ một tí xíu nha các bạn. Ok, thì Cú sẽ đổi mốc quà này. Đó, bây giờ nó rất là cẩn thận. Cú đã đổi xong rồi hết các bạn. Thì mốc quà tích lũy là nó sẽ từ 200 xu cho đến là 50.000 xu. Thì cái này Cú đã chia sẻ ở video trước cho các bạn hiểu rồi. Mốc quà tích lũy ấy thì các bạn có thể là nạp 20, 50, 100, 1 triệu, 2 triệu. Nói chung là các bạn tổng cộng cái số tiền các bạn nạp vào thì tích lũy được bao nhiêu xu thì các bạn sẽ nhận quà tới cái mốc bấy nhiêu xu. Còn về quà mốc thì các bạn bắt buộc phải nạp chuẩn nha. Thí dụ như là mốc nạp một lần duy nhất là 200 xu, 500 xu, 1.000 xu thì các bạn phải nạp tương tự chuẩn là 20k, 50k và 100k nha các bạn. Thì bây giờ là Cú sẽ nhận quà tích lũy thôi. Rất là nhiều quà luôn, nhận mỏi tay luôn các bạn. Chết rồi, bị thư rồi. Bây giờ thì mình sẽ xem như thế nào để mình xóa một cái số đồ nha các bạn. Thì trong thời gian này Cú sẽ ngưng video một tí xíu để không thôi xóa thì mất thời gian các bạn lắm. Sau khi mà Cú đã bán full một mớ đồ thì bây giờ chúng ta sẽ nhận tiếp mốc quà. Và sau đó thì chúng ta sẽ xem là lên những cái gì nha các bạn. Thì ở đây là tích lũy 1.000 xu nè. Rồi tích lũy 2.500 xu thì các bạn sẽ nhận được lương thực, mảnh bét và một số cái đá hồn và túi quà tăng cấp. Nói chung đây là cái phần bonus thêm thôi. Hàng ngày thì các bạn nạp mốc bình thường thì đâu có được nhận những cái phần quà, cho nên là những cái phần quà này là những cái phần quà mà các bạn được tặng thêm ha.
Các bạn đợi mình một tí xíu, chắc là chủ niết vào để xem mốc nạp ấy. Tại vì bạn ấy gửi cho mình vun cho mình tự ý làm, chắc là nghĩ mình làm xong rồi hả mọi người. Thì các bạn đợi mình khoảng vài giây thôi, mình sẽ quay trở lại và tiếp tục cho các bạn xem. Thì bây giờ là Cú đã trở lại rồi đấy các bạn. Thì do là chủ niết vào xem và hướng dẫn Cú để tăng một tí xíu về cái phần hồn sao ấy các bạn. Tại vì mình không có rành nha. Thì nói chung là cái gì mình không rành thì mình sẽ bỏ qua và mình sẽ không tăng vào những cái phần đó nha các bạn. Tại vì thật sự ổng có chỉ thì chỉ chứ mình ngu lắm các bạn. Những cái phần đó là Cú hầu như là không có hiểu được hết. Tiếp tục là nó bị đầy rồi các bạn. Thì móc tích lũy 50.000 xu là các bạn nhận được 5 triệu vàng nè. Rất là nhiều cái mảnh hồn luôn. Đá hồn ấy. Rồi mảnh sao bóng tối, rồi mảnh vạn năng các kiểu nha. Thì bây giờ là để Cú xem là cái gì nó đầy mà cứ bị tống ra ngoài hoài phải nhờ. Thì bây giờ các bạn đợi mình một tí xíu ha, mình sẽ lắp hai cái nhẫn này vào để bồi dưỡng cho nó lên, cho nó đỡ, kiểu như là cho nó kiểu như đỡ chật gương ấy mọi người. Rồi ok, Cú sẽ gắn qua bơm vào luôn để lực chiến của chúng ta mát nhất có thể nha các bạn. Ok, bây giờ là phải xem lại cái phần hợp thành nữa, chứ nếu không các bạn sẽ gắn nhầm nhẫn ấy. 503k đi cho chẳng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành mở quà nha các bạn. Cái này có bị đầy không nhờ? Không không. Rồi, ôi vẫn túi đầy nhờ. Chắc là thời trang rồi. Thời trang thì kệ đi hết các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ mở túi quà đây. Đá ngẫu nhiên. Hình như là không có túi quà nào giá trị cả các bạn. Đây có túi quà tăng cấp hình. Thì chúng ta sẽ mở ra được đồ giám nha các bạn. Thì ở đây là đồ giám mọi người sẽ dùng để tăng trong cái phần thành ngôi sao ấy. Thì hơn 60 hộp thì chúng ta sẽ được khoảng 600 mấy chục mảnh. Đây là 8 cái gương đá khảm level 10 mà Cú đã nói với các bạn khi nãy ấy mọi người. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ lương thực nữa. Lương thực của chúng ta còn rất là nhiều nha mọi người. 15.000 để Cú mở hết xem là được bao nhiêu nha các bạn. Rất là thích mở những cái này luôn. Cái đầu tiên là 680. Thì các bạn cứ suy tính đi. Những cái hộp gương này thì các bạn sẽ nhận được là từ 60, 100 cho đến 200. Thì nếu như các bạn mở một lần 10 gương mà 600 là các bạn rất là thúi ấy, rất là đen ấy. Tiếp tục nè nha mọi người. 740. Rồi 820. Wow, 780. Để xem là có cái nào mà chúng ta được 1.000 mấy không nhờ. 820. 760. Nó khôn quá mọi người. Rất là ít thôi. Rồi ok, thì bây giờ là Cú sẽ vào cái đồ giám. Đồ giám thì bạn ấy nói là những cái nào mà đang thấp nhất thì chúng ta sẽ nâng lên. Đấy. Để mình chụp trước cái đồ giám thôi các bạn. Để không thôi một lát không có cái gì mà để làm cái avatar ấy. Thật sự mấy cái này rất là nhức đầu nha. Full 13 hả mọi người. Đây cái này 14, 14. Bạn ấy nói cái nào thấp thì nâng lên mà mình có thấy. Đây, cái này là 14 hết rồi. Và còn một cái 13 thì mình sẽ tăng cấp lên nha các bạn. Lên được 61 lực chiến. Cái này thì làm như thế này không biết đúng hay không nữa mọi người. Còn cái này thì đã 13 hết rồi. Thì bắt đầu từ cái đầu tiên chúng ta nâng lên thôi. Ok. Mỗi cái thì chúng ta chỉ nhận để Cứu thử một cái wow xem như thế nào các bạn. Cái wow thì vẫn là 61 điểm thôi nha mọi người. Không có gì thay đổi cả. Ở tầm này thì nói chung là các bạn phải vả rất là mạnh tay vào thì các bạn mới lên được nhiều nha. Chứ còn nếu như các bạn nạp xương xương thì hầu như là không có tăng nhiều. Bây giờ là tới phần đá khảm trước đi mọi người. Đá khảm thì để xem là có đủ lên cái gì hay không. Đá khảm thì hiện tại là vẫn còn 2 viên 12 đây các bạn. Đó chính là đá may mắn và cả đá máu. Đá may mắn thì hiện tại là chúng ta cũng vẫn còn thiếu, chưa có đủ nha mọi người. Cái này là phải một móc 5 củ nữa ấy các bạn. Đây, chúng ta lên được một viên đá máu level 13. Ôi toan nhờ. Tự nhiên tháo ra xong rồi cái đeo vào mọi người. Tăng. Rồi ok, vậy là đá khảm của chúng ta gần full 13 rồi nha các bạn. Chỉ còn một viên nhanh nhẹn nữa thôi. Cái viên mà tăng lực chiến à 7, còn một viên may mắn nha mọi người chứ không phải nhanh nhẹn. Nhé một tí xíu à. Rồi ok, thì bây giờ là chúng ta đã xong cái phần đá khảm. Bây giờ chúng ta sẽ tới đến cái phần là hồn sao. Cái này là lần đầu mà Cú tăng luôn ấy mọi người, thật sự nha. Thì cái thấp nhất là cái màu đỏ đây. Mình sẽ tăng cái màu đỏ lên trước. Wow, tăng lực chiến có vẻ khá là nhiều nha. Rồi tiếp tục là cái màu tím. Rồi cái màu xanh. Rồi màu đỏ vui nha các bạn. Những cái này thật sự là lần đầu tiên mình làm luôn ấy mọi người. Mình không có gành đâu các bạn.
Vậy thôi tăng 2 cái đi ha mọi người. À cũng phải ấn 2 lần. Đấy, tăng rất là nhiều lực chiến nha các bạn. Cái phần này bạn ấy nuôi lên đến 3 sao rưỡi luôn nha. Đá hồn rất là nhiều. Đá hồn này thì thật sự là phải rất là cú, phải nói là không phải là coi thường những bạn cài nha. Thật sự cú cũng là một người cài thuê cái phần thử thách đấy mọi người. Cài thuê một ngày rác da mặt luôn mà chỉ được có mấy chục cái là quá cha rồi thật sự. Mà không ngờ ở đây một móc 5 triệu là các bạn nhận hơn 1.000 cái. Đúng là sức mạnh của đồng tiền ha các bạn. Và game nó hút rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì cú cũng không khuyến cáo các bạn là phải nạp nhiều. Tại vì thật sự những bạn mà từng ủng hộ cú về những con ạc tầm trung hay là những cái mốc nạp ấy thì đôi khi nếu như mà bạn nào đã từng nạp bên mình thì các bạn cũng biết lúc nào cú nạp 2 triệu hay là 5 triệu thì cú cũng hỏi ý kiến các bạn là nick như thế nào để mình có thể tư vấn cho các bạn. Nếu như mà nick tâm huyết các bạn nạp thì ok, hoặc là cái nick các bạn VIP rồi các bạn nạp thì ok. Nhưng mà nếu như mà nick các bạn yếu quá thì mình sẽ đưa cho các bạn hai hướng giải pháp, đó chính là tìm một con nick khác với giá mà các bạn nạp là 2 đến 5 triệu nha. Thì các bạn sẽ nhận được thì các bạn sẽ tìm được một cái nick mà phải gọi là chơi ưng ý hơn và ok hơn rất là nhiều. Thì cái này là mình không nói deal đâu, mặc dù mình cũng là người nạp thuê để ăn lãi suất. Tuy nhiên thì cái nào ra cái đó nha các bạn. Mình ngoài nếu như mà các bạn không nạp thì các bạn vẫn ủng hộ nick bên mình, vẫn ủng hộ mình kèo giao dịch trung gian thì nó cũng vào đó thôi, mà cả đôi bên đều rất là vui vẻ và hợp tác dài lâu ha. Rồi ok, bây giờ là chúng ta tới tăng cái gì nha? Cái phần ghép hả mọi người? Ủa cái này hồi nãy à tăng sao thì cái này cũng sẽ tăng lên 1.5 sao. Bây giờ là chúng ta tăng lên được 2 sao nha mọi người. Rồi cái này là 14, chúng ta vẫn còn thiếu. Cái màu đỏ thì các bạn sẽ tăng lên Ủa chìa phá vạn năng đâu nhờ mọi người. Hồi nãy bạn ấy nói cái mảnh mà vạn năng gì đó mọi người. Cái mảnh vạn năng gì mà chúng ta có thể là dùng cái mảnh vạn năng đó để tăng màu đỏ lên nè mọi người. Cú cũng không biết luôn. Thì bây giờ chắc là cú sẽ không tăng cái phần này nữa ha. Cú sẽ thoát ra khỏi cái phần này và để cho các bạn xem lực chiến hiện tại thì chúng ta xu chúng ta thì còn nguyên nha. Chúng ta chỉ mới sử dụng những cái vật phẩm mà chúng ta đổi được thôi. Thì từ 503k chúng ta lên được 507k thì rất là ok rồi ha các bạn. Thì nick gần này hiện tại là top 7 luôn mọi người. Thật sự rồi, toan rồi, top 7. Cú tính là tháo đồ server này tính ra thì cũng có nhiều bạn VIP phết nha. Thì bây giờ là cú cũng sẽ kết thúc video tại đây ha mọi người. Và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã yêu thương và ủng hộ mình móc nạp ngày hôm nay. Thì nếu như bạn nào cần nạp móc, cần giao dịch trung gian, cần tìm những con nick, cần thanh lý nick, cần bán hộ nick thì các bạn liên hệ với cú qua Zalo để mình có thể tư vấn cho các bạn rõ ràng hơn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và thành công.